Thời đại của anh em iPhone đã tới rồi, bởi vì ngay trong tháng 11 này, iPhone đã giảm giá hàng loạt lên tới cả triệu bạc, một kỷ lục chưa từng có bao giờ. Và nếu các bạn nghe xong bảng giá iPhone mà tụi mình vừa cập nhật được, thì đảm bảo là các bạn sẽ không thể nào tin nổi. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu cập nhật bảng giá iPhone trong tháng 11 mới nhất thôi. Đầu tiên là phải kể đến iPhone 14 Pro Max. Nếu các bạn lựa chọn phiên bản 128GB, máy là new đã qua sử dụng thì giá sẽ là 21,6 triệu. Nhưng nếu các bạn lựa chọn máy mới 100% bản Mỹ thì giá sẽ chỉ là 22,5 triệu, đắt hơn 900k, còn chưa tới 1 triệu, các bạn tin nổi không? Còn với phiên bản 14 Pro Max 256GB, máy là new đã qua sử dụng thì giá đang là 23 triệu, nhưng cũng là máy mới 100% bản Mỹ thì giá lại chỉ có 23,4 triệu, đắt hơn có 400k. Giữa máy cũ và máy mới chỉ chênh nhau vài trăm. Các bạn đã bao giờ gặp trường hợp này chưa? iPhone 14 Pro 128GB máy 99% thì giá đang là 19 triệu, đã giảm tới 1 triệu so với tháng 10. iPhone 14 Plus 128GB thì giá chỉ có 15,6 triệu. Nếu các bạn mua vào tháng trước thì giá của em nó sẽ là 16,5 triệu, đắt hơn tới 900k đó nha. Còn bạn nào muốn xài iPhone 14 Plus máy mới full box thì cứ tìm bản Mỹ mà mua, giá chỉ có 18 triệu mà thôi. Nhỏ gọn nhất sẽ là iPhone 14 128GB máy 99%, giá đang là 14,5 triệu, cũng đã rớt giá lên tới 1 triệu rồi đó các bạn. Dòng iPhone 15 cũng giảm giá chấn động không thua kém gì iPhone 14. Nếu lựa chọn iPhone 15 full box chính hãng TNA thì giá đang là 21,6 triệu, đã giảm tới 1,5 triệu so với tháng 10. iPhone 15 Plus chính hãng TNA thì giá chỉ còn là 25,5 triệu, đã giảm 1,5 triệu. iPhone 15 Pro 128GB thì giá còn lại là 27,3 triệu. iPhone 15 Pro Max thì giá còn lại là 33,7 triệu, tất cả đều đã giảm tới 1 triệu rưỡi rồi đó nha. Và nếu các bạn muốn mua với cái giá này, phải ghé ngay cửa hàng Viettablet mới có. Tất cả iPhone đều đang có sẵn tại Viettablet với giá bán rẻ số 1 Sài Gòn, bảo hành lên tới 1 năm, bao 1 đổi 1, bao hoàn tiền 100% với mọi lý do, thay pin miễn phí trọn đời, được ép kính rời vợ miễn phí. Đặc biệt là bạn nào ở xa còn được hỗ trợ trả góp online tại nhà. Bạn nào ở gần thì chạy sang cửa hàng, hỗ trợ trả góp lên hồ sơ bao đầu. Đường link sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả và phần bình luận các bạn nhé. Tiếp tục, chúng ta sẽ có iPhone 13 Pro Max 128GB. Giá bán của dòng iPhone này đang giảm kỷ lục từ 17,8 triệu, nay lại chỉ còn là 16,5 triệu, rớt giá tới 1,3 triệu. iPhone 12 Pro Max cũng vậy, phiên bản 128GB từ 14,5 triệu đã giảm xuống còn lại 13,5 triệu, đã giảm tới 1 triệu đồng. iPhone 11 Pro Max còn thơm hơn nữa, phiên bản 64GB từ 10,8 triệu cũng giảm xuống còn 9,8 triệu, cơ hội quá tuyệt vời để các bạn đổi mới lên đời iPhone. iPhone 13 Pro 128GB từ 16,5 triệu đã giảm xuống còn 15,5 triệu, iPhone 13 128GB thì từ 13,3 triệu đã giảm xuống còn 12,8 triệu, cũng giảm tới những 500k. iPhone 12 Pro 128GB thì từ 12,3 triệu đã giảm xuống còn 11,8 triệu, cũng rớt giá 500k so với đợt tháng 10 vừa rồi. Bạn nào lựa chọn iPhone 12 64GB thì từ 9,3 triệu cũng đã giảm nhẹ được 300k, còn lại là 9 triệu. Và các bạn cũng đừng quên là giá bán chỉ niêm yết duy nhất tại cửa hàng Viettablet thôi các bạn nha. Ở những nơi khác đảm bảo giá sẽ cao hơn, cho nên là nếu muốn mua đúng giá thì các bạn hãy bấm vào đường link mà mình đang để ở dưới nha. Nếu các bạn lựa chọn iPhone 11 Pro 64GB thì giá bán của em nó từ 8,5 triệu đã giảm bớt 500k, hiện tại đang còn lại là 8 triệu chẳng. Nhưng iPhone 11 64GB thì từ 6,8 triệu lại tăng lên là 7,2 triệu. Và 7,2 triệu cũng sẽ là giá tiền của iPhone XS Max 64GB ở thời điểm hiện tại. Cả hai đang ngang giá nhau, cho nên là các bạn sẽ đỡ đau đầu hơn khi lựa chọn một trong hai em. iPhone XS 64GB từ 6 triệu đã giảm xuống còn lại 5,5 triệu, bằng giá với iPhone XR. Bởi vì iPhone XR phiên bản 64GB cũng đang có giá chỉ 5,5 triệu mà thôi. iPhone XS 64GB thì giá đang là 4,8 triệu. iPhone SE 2020 giá vẫn như cũ 3,5 triệu cho phiên bản 64GB. iPhone 8 64GB đang có giá là 3,3 triệu. iPhone 8 Plus 64GB giá đang là 4,1 triệu. iPhone 7 32GB giá vừa giảm 300k, từ 2,6 triệu xuống còn 2,3 triệu. iPhone 7 Plus 32GB thì giá sẽ là 3 triệu chẵn. Ngoài bán iPhone ra thì Viettablet còn đang có chương trình thu cũ đổi mới, có thu mua lại cả iPhone lẫn Samsung, Xiaomi với mức giá cao nhất Sài Gòn, đảm bảo là giúp các bạn lên đời với mức giá rẻ nhất. Các bạn nếu như muốn lên đời dòng máy nào thì bình luận bên dưới, tụi mình sẽ tư vấn và báo giá liền nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.